Mình cũng biết là tại sao mà bao nhiêu năm qua mình vẫn không có con không. Là tại vì tôi vô phúc, còn mình thì thất đức. Rõ ràng chuyện con cái là do mình. Mình, tôi rất là muốn một đứa con luôn lắm. Không chỉ thương nhớ Hạnh, Long Hải còn trăn trở chuyện mình từng có một đứa con. Số quà này con gửi cho má với em Mỹ Tú. Trong khi đó, dù kiếp thương hồ có vất vả, Mỹ Tiên vẫn hết dạ chăm lo cho mẹ con bà Tím. Con cũng phải dành dụm lâu dữ lắm mới có đủ tiền để mua bông cho em Mỹ Tú đó. Chị hai yêu quý của em đúng là không uổng công hồi nhỏ em nhường sữa mẹ cho chị. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Lưới Trời 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.